Từ cô gái đáng thương, nay Thiều Bảo Trâm bị fan Sơn Tùng lập trào lưu anti ghét bỏ. Không chỉ dừng ở việc ủng hộ Hải Tú, nhiều fan Sơn Tùng bất ngờ quay sang cả khịa Thiều Bảo Trâm sau màn quay xe của hội bạn thân. Theo đó, hàng loạt bức ảnh bánh trà xanh của Thiều Bảo Trâm bị chia sẻ lại kèm theo dòng cáp Be Happy Brother, nghĩa là vui lên anh nhé, kèm caption nghiệp sẽ quật đứa nào làm anh buồn. Đây được xem là hành động ca khịa người yêu cũ Sơn Tùng. Nhiều bình luận khó nghe xuất hiện trên các trang mạng xã hội cho thấy Thiều Bảo Trâm đang bị anti hội đồng từ khi Hải Tú quay lại. Cư dân mạng cũng lên tiếng bảo vệ ca sĩ họ Thiều trước trào lưu không mấy văn minh của fan Sơn Tùng. Các bé Sky mấy hôm mới nổ ra drama, Sơn Tùng có công khai đâu mà người yêu, không cho nhận là người yêu nhưng lại bắt Thiều Bảo Trâm tiêu tiền của Sơn Tùng. Ảo thật đấy, nghiệp quật đứa nào đạo nhạc nha. Về phía Sơn Tùng, nam ca sĩ khá ung dung ngồi thưởng thức drama và bảo vệ tình mới. Giữa lúc hội chị em Thiều Bảo Trâm xin lỗi liên tục, Sơn Tùng lại khoe ảnh điển trai ngồi chơi xơi nước với bạn. Nhiều người đều cho rằng nam ca sĩ cố tình không quan tâm đến những lùm xùm xung quanh hoặc hả hê khi trong một ngày được hẳn ba người xin lỗi. Chắc chắn sau ồn ào này, Sơn Tùng có thể công khai hẹn hò Hải Tú. Video đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy hay, mong quý vị để lại một lượt like đăng ký kênh để bọn em có thêm động lực xuất bản những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.